Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và chẳng điều gì quá khó cho Ngài. Hơn thế nữa, Chúa thực hiện mọi điều vượt qua suy nghĩ của chúng ta. Chúa muốn chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài, luôn ở trong Ngài. Chúa sẽ thực hiện mục đích lớn lao của Ngài, ngay cả qua những khó khăn mà chúng ta đang đối diện. Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Alejandro Zamora qua chủ đề Đấng toàn năng. Khi Chúa giao nhiệm vụ cho chúng ta, thì Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta. Trong sách Jeremy chương 32, Chúa bảo vị tiên tri hãy đi mua một đám ruộng, dù ông biết chắc rằng một tai họa sắp sửa ập đến tại thành Jerusalem. Theo lẽ thường thì chắc hẳn người ta phải nghi ngại, vì ai lại đầu tư vào những gì mà họ biết chắc chắn là sẽ bị mất, sẽ thất bại. Ngày nay, đôi khi Chúa cũng làm những điều tương tự. Chúa cho phép những thử thách xảy đến để làm thành kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Chúa muốn chúng ta hoàn toàn tin cậy Ngài, luôn ở trong Ngài và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Lời Chúa hôm nay khiến tôi nhớ đến những kinh nghiệm về quyền năng của Chúa khi làm việc tại một vụ CBN. Lúc đó, chúng tôi còn phân vân giữa việc thực hiện chương trình phát thanh dành cho những người chưa hề nghe về danh Chúa Giê-xu hoặc thực hiện chuyển ngữ tài liệu quyển sách thần kỳ đến cho những em thiếu nhi bị bỏ rơi tại châu Mỹ Latin. Nhưng làm sao chúng tôi có thể thực hiện những công tác này khi mọi thứ dường như vượt quá khả năng của chúng tôi? Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài dùng chính những băn khoăn của Jeremy để giúp chúng tôi nhận biết không có gì quá khó cho Ngài. Lời Chúa trong sách Jeremy chương 32 câu 27 giải bày chân lý này: Này, ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt. Có việc gì khó quá cho ta chăng? Cảm ơn Chúa vì Ngài làm vững lòng tin của chúng tôi và giúp chúng tôi mạnh dạn bước đi trong đức tin. Chúa là đấng toàn năng và Ngài làm được mọi điều. Đức Chúa Trời là đấng giữ lời hứa và Ngài thực hiện mọi điều Ngài hứa. Do đó, khi chúng ta bước đi với Chúa thì chúng ta sẽ dần dần kinh nghiệm được ân sủng của Ngài tuôn đầy trong chúng ta. Ngài sẽ thực hiện mục đích lớn lao của Ngài qua những khó khăn mà chúng ta đối diện. Dù chúng ta đối diện với hoàn cảnh tuyệt vọng thì hãy tin cậy Chúa và kính mến Ngài là đấng toàn năng sẽ giúp chúng ta vượt qua. Cảm ơn Chúa vì Ngài cất đi những nỗi lo lắng và sợ hãi trong lòng chúng tôi. Ngài giúp chúng tôi vững lòng tin cậy nơi Ngài. Tôi khích lệ bạn hãy tin Chúa và chờ đợi chương trình tốt lành của Ngài trong thời điểm của Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng toàn năng và đấng biết rõ mọi điều xảy đến trong cuộc đời của con. Thật không có điều nào quá khó cho Ngài cả. Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để tiếp tục dấn thân và nhờ sức Chúa để vượt qua những giới hạn hiện tại của con. Xin giúp con hoàn toàn tin cậy Ngài, ngay cả khi có những hoàn cảnh mà con chưa hoàn toàn hiểu biết. Nguyện ý Chúa được nên trên đời sống của con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, đừng để sự lo lắng làm bạn nghi ngờ quyền năng của Ngài, nhưng hãy tiếp tục tiến bước trong những công việc Chúa giao phó. Ngài biết rõ mọi điều xảy đến cho bạn trước khi Ngài kêu gọi bạn phục vụ Ngài. Vì vậy, hãy chú tâm nghe tiếng Chúa qua lời của Ngài để bạn đủ sức vượt qua mọi giông tố trong cuộc sống này. Toàn năng Thầy Chúa Giê-xu năng luôn nâng đỡ dẫn dắt giúp giữ con ngày đêm. Toàn năng Thầy Chúa vinh quang đáng ngời, mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Giê-xu năng quyền trên hết năng quyền, đáp lời mọi điều vượt qua con đi trong ý Cha luôn ngày đêm. Toàn năng Thầy Chúa
Giê-xu nắng quyền, luôn nâng đỡ dân ra giúp giữ con ngày đêm. Toàn năng Thầy Chúa vinh quang đáng ngời, mọi điều Cha luôn ban phước dẫn dắt suốt đời con. Cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm trong lĩnh vực marketing nên thường hay có thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng. Trong một lần tình cờ rất là nhiều năm về trước rồi, mình tìm kiếm lời Chúa và Chúa đã đưa mình đến với One Way. Và rồi cứ mỗi buổi sáng trước khi bắt đầu ngày làm việc, mình đều nghe One Way. Với mình thì bài học One Way giống như là lời dạy bảo của Cha yêu thương dành cho con, là những lời ủi an, là dòng nước ngọt tiếp sức cho mình mỗi ngày. Đã rất nhiều lần khi nghe One Way, mình rơi nước mắt vì mình cảm thấy tình yêu Chúa dành cho mình quá đỗi diệu kỳ. Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi mình, Ngài biết mọi nhu cầu, Ngài thấu hiểu mọi tâm tư và đem đến ngọn đèn soi rọi mỗi bước chân của mình đi. Mỗi khi mình cảm thấy nao sờn, yếu đuối và vụn vỡ, mình lại được chữa lành rất nhiều khi nghe được tiếng Chúa phán cùng mình qua những bài học của One Way, để mình có thể vững lòng hơn, hướng mắt về Chúa và không bỏ cuộc trước những sóng gió của cuộc đời. Mình cảm ơn những ơn phước và tình yêu mà Chúa đặt đẻ trong từng chủ đề, nội dung, bài hát của chương trình One Way, và mong rằng chương trình sẽ không ngừng phát triển để tiếp tục đem ánh sáng của Chúa đến với nhiều hơn con dân Ngài. Lời Chúa trong chương trình hôm nay
cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!